Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Nam Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Con xin kính chào toàn thể khán thính giả của Đài Việt Catholic. Hiện tại con đang đứng tại Trinity College Oval, nơi diễn ra thánh lễ bế mạc của Đại hội Giới trẻ Úc Châu 2019 tại Perth. Good evening. Bây giờ chính là không khí của đại hội. Giới trẻ Công giáo quyết tâm xây dựng lại giáo hội của Chúa Kitô. Lắng nghe Chúa Thánh Thần dạy bảo là chủ đề của Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại Perth do Văn phòng Giới trẻ của Hội đồng Giám mục Úc Châu triệu tập. Đại hội Giới trẻ Úc Châu ACYF là cơ hội để giáo hội Úc Châu lắng nghe những thao thức của giới trẻ về mối thân tình của họ với Chúa và ước vọng trở thành môn sinh của Chúa cho xã hội ngày nay, cũng như chung tay xây dựng giáo hội tại Úc Châu này. Khoảng 5.500 người trẻ từ khắp nước Úc đã tụ về trung tâm triển lãm và hội nghị Perth để khai mạc Đại hội Giới trẻ Úc Châu lần thứ tư vào Chủ nhật vừa qua trong bầu khí vang vọng tiếng đàn ca, hát sướng và cầu nguyện. Xây dựng lại giáo hội. Đức Tổng Giám mục Salesian Timothy Costello của Tổng giáo phận Perth đã chủ tọa chào mừng các bạn trẻ hội tụ về đây mang theo những ước mơ, hy vọng đẩy lui đi những sầu lo, hãi sợ. Thần linh của Chúa Kitô hiện diện, giáo hội là người bạn đồng hành với các bạn trẻ, khát vọng được lắng nghe các bạn, mong được học hỏi nơi các bạn và mong được đồng hành với các bạn trong vui buồn, khắc khoải của cuộc đời. Đức Tổng Giám mục trong bài khai mạc đã nhắc lại lệnh truyền của Chúa Kitô soi dẫn cho Thánh Francisco thành Assisi 800 năm trước đây. Hãy đi củng cố lại giáo hội của ta, một giáo hội đang bị soi mòn, như lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 ở Ba Lan đã nói. Đức Tổng Giám mục Timothy Costello mời gọi những người trẻ hãy ra khỏi cái nôi ấm, ra đi xây dựng lại giáo hội Chúa, vẽ ra các con đường mới dẫn tới giáo hội, hầu kéo giáo hội ra khỏi cảnh hoang vắng. Cha Rob Galea, một linh mục đến từ giáo phận Sandhurst và là một ca nhạc sĩ nổi tiếng, đã hát lên bài ca do chính Ngài sáng tác như tiếng Chúa mời gọi tất cả mọi người. Lắng nghe tiếng thì thầm của thần linh Chúa. Khi chiều buông, các bạn trẻ tuổi đã lắng nghe những chia sẻ và những trải nghiệm ban phát tình yêu Chúa của hai chị em tu sĩ Teresa Mills và Julie Bowen, những tài tử mới của chương trình The Race, cuộc đua trên truyền hình. Sơ Julie sánh ví các bạn nào muốn tham gia vào kế hoạch hay chương trình của Chúa thì hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Điều đó mở lòng các bạn trẻ ra với bạn bè, giống như những phi hành đoàn, mỗi người đảm trách những chức vụ khác nhau để phục vụ Chúa và dân của Ngài. Sẽ đoan chắc với các bạn trẻ rằng, nếu họ biết lắng nghe Chúa Thánh Thần với lòng can đảm, họ có thể làm được mọi sự một cách tốt đẹp. Sống hiện tại là con của Chúa. Những người trẻ Sebastian Duhau và Holly Roberts là những người từng đại diện cho những người Công giáo trẻ Úc tại Vatican, chia sẻ với các bạn trẻ rằng khát vọng của Đức Thánh Cha Francisco là các bạn trẻ phải đóng vai trò chính yếu là con Chúa, hầu làm thay đổi thế giới chúng ta đang sống. Hai bạn ấy nhấn mạnh rằng hội đồng chung của giáo hội Úc Châu vào năm 2020 cho phép mọi người, bất luận tuổi tác, nói lên nguyện vọng góp ý của mình. Ngày thứ nhất của Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc Châu đã kết thúc bằng buổi cầu nguyện theo thể thức của công đồng đại kết Tai Dê tại Pháp và được tiếp nối bằng buổi ca nhạc do dàn nhạc Jan Bryant từ Melbourne phụ trách.
good time at Aesoya. I encourage giới trẻ in all of the Vietnamese communities to come along to the next trip as well. It's a really good experience and it's something that you can take away. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.